Rồi rồi chị Mơ chỉ có một lời chúc đầu năm xuân mới nghe không? Bằng an quản sự như ý nha em gái. Rồi có gì chị xin lỗi em nha. Rồi rồi. Giỡn cười chưa? Nhỏ này khó lắm. Nó hỏi bộ khoái con rồi đó. Đẹp lắm, đẹp lắm chị Thằng. Mặt thổn thổn, khó lắm nha. Cho mà dàn giá, chị cho là buồn cho đi. Đừng có mình hỏi cái sao nữa, còn không có dục bỏ nữa anh Tân. Đúng rồi, phải hỏi. Hỏi coi mình vuốt quá chị. Không mà đẹp, đẹp bài đeo đi. Mất đeo thiệt đó. Chị đeo thiệt hả dạ? Thiệt mà. Thiệt đó, đeo đi, đẹp. Có thấy không, tính đeo thiệt đó. Chiếu hồ quang gì kìa. Ừ, đừng có dục nha. Đẹp. Cái này cũng thiệt hả chị? Ừ, đẹp đó. Cho nhỏ đó. Ừ. Mới bán ở đây 26 triệu. Vàng trắng đó. Một nhỏ này bữa nay nè. Ừ. Vô tiệm trắng. Ừ. Đã nấu sẵn. Ừ, dần dần đó. Đó là trả cho mình 26 triệu còn cái đó là từ là 300-400 triệu 2-3 tỷ đó. Cái nhỏ của chị đeo đó ha. Ông Tân mua hả anh Tân? Tân mua. Ừ, mua tiệm vàng lớn hả chị? Ở Sài Gòn hả? Hoàng Hôn hả? Ừ. Nó khùng đi nó hồi trưa nó dục nó xong à. Nó xong. Vâng. Anh Tân nó dục thì tầm râm nó đi. Lên trơn dục xong. Ừ, đeo gì? Tao mơ biết mơ chơi. Mình không phải mình nói nha. Sao không ai hỏi thăm hết trơn? Ai? Nói chuyện đi. Thằng nó tội nghiệp nó. Nó khó quỷ rồi mà. Không giờ 2-3 ngày không. Không phải đi đâu hả? Có ba đó đó. Không phải đi đâu. Có bệnh gần chết đi đâu ba nó mất dữ. Hỏi nó coi. Nó làm mình đi đâu à? Ở nhà không mà không có đi đâu chứ. Trời Phật ơi. Rồi cái ai bơm cho mày chịu còn xài không? Ừ. Còn muốn uống uống rồi. Dạ. Ai cho hả? Ai cho hả? Tao quên rồi. Cái cô gì đó. Cô Nghĩa hả? Cô Nghĩa cho hả vậy? Cô Nghĩa là cô sư đó. Cho nó hai tờ đó. Lâu quá tôi cũng biết ai cho không Quỳnh. Ừ. Cho lâu ổng là 2-3 ngày ổng tới lại chơi không? Kỳ vậy? Ừ, mất tích luôn. Ông hỏi ở đi đâu? Ông đi đâu? Ở nhà làm trong nhà. Ông lại đây ha? Không lại. Ông bữa lẩu tới luôn luôn, lẩu luôn. Ừ. Hết bệnh thôi vậy? Hết bệnh không lội. Không khó mà chút chuyện. Hết bệnh rồi. Không khó lắm. Hết bệnh rồi đó. Dạ. Vậy là còn cứ vợ rồi. Rồi quần áo không mua rồi nó xài. Mơ có ăn làm mai ấy. Ai? Thôi. Con lấy đâu có chịu con chồng. Chịu. Đâu có lẽ đó. Nếu có tiền đâu. Là chúng tóc ông à? À. Dặn đi hết. Dạ. Thôi cạo mẹ luôn đi nó mát. Không. Cạo nè tôi mới chồng. Đẹp trai đó. Cạo mát không? Không thấy mơ cạo rồi. Nó sống được nó thôi. Mẹ đẹp trai nó nghe. Ai? Đẹp cái gì trời ơi, đâu đẹp trai cái gì? Ông khùng, 2-3 ngày nay tôi không thấy ông đợi đây chơi. Thằng ơi. Lôi ra mới ra, ông kiểm tao cũng bất tiêu cũng thấy ra. Mất lôi hả? Ừ. Ừ. Tôi gặp tôi bùa ha. Ừ. Ừ. Không thấy đi qua đường quá lợi mà bán. Ừ. Bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều hả mấy? Ở rồi. 22. 22 coi chừng năm nay mày xui nha. Coi coi, nắm tay coi, coi coi bằng tay nó ngày sau nè. 22 mày xui đó. Chết sống nữa mày bệnh đó. Cái này tao lấy tiền tình mày ra thật trơn. Thật trơn luôn hả? Bên kia. Ừ. Tại đó bị gì? Tiền bên đây cũng vậy luôn, trống rỗng không mà giúp đỡ mà. Trống rỗng luôn. Tiền tình là thôi con bầu với xã đào quá. Ừ. Tăng khắp tình. Còn không có hồi nữa nó có mấy vợ. Ở đó giờ mấy đứa rồi? Mấy đứa đâu, quen con đứa rồi. Coi, coi, coi bằng tay coi, nắm bằng tay coi coi. Đẹp lắm, thiên nhiên mà đâu. Có mấy vợ. Coi gì nữa nó lẹ mấy vợ. Không có cố mấy vợ. Không có đứa nào chứ hiện giờ. Chỉ tay nè. Nữa kìa sao mày nè. Sao này có mấy vợ? Chưa có nè, bây giờ chưa có lên nè. Chưa lên hả? Bằng tay của ông Phật Nguyên Lai nè, chưa có lên rồi sao cấu. Ừ. Tình tiền không cấu hết chứ. Ừ. Không có hôn nhân chơi. Có bằng vợ. Mà sao đầu tư? Ừ. Tướng này ăn ở không nuôi chứ bà nội luôn xong chứ. Ai mà nuôi chết. Ừ. Tiểu thơ luôn. Tiểu thơ nuôi hả? Ừ. Có bằng vợ được không? Ai? Bằng vợ có được không? Có bằng vợ sao mà nó mãn miếng kìa. Kìa. Con giò nó sức càng biết nè. Bằng giò nó bị gì? Bằng giò nó công tử, bằng giò nó mà ăn lớn không nữa. Ha. À. Rồi không? Thôi nó còn cưng hả chị? Còn cưng nữa. Chơi đi. Con vợ đi. Hai. Nó kén lắm. Mày gắn 22, 23 tuổi nha. Ừ. Mày cứu tao sống rồi tao chết. Rồi 22, 23 tuổi. 22. Ừ 23 là mày sống mà ăn giàu. 22 năm nay mày xui nè. Ừ. Mà tắng càng nè. Bãi cũng lộn mà luôn, đưa tiền bao nhiêu bên giàu đưa mày cũng hết luôn. Thắng càng là gì? Nó đang buồn luôn. Mà. Đèn binh nè chị.
Nó bắt hả? Tấn Càng là gì? Tấn Càng là đang mà bị kêu là bên kêu gì nè. Bàn quá thì đâu rồi trời. Lộn bại bà vô mà ăn được. Tiếng bằng giờ. Mày gán tu để là tù đó. Mày làm ăn lớn không đó. 22 tuổi gán Tết còn mấy tháng gán niệm Phật cây cưng. Bán áo cà sa ra chùa 23 tuổi sống đó. Nó bằng ăn lớn luôn mồ. Ăn bà sao được ha. Ừ. Thằng này á chị. 22 năm nay một chết ai tù. Bạn tốt mình. Cái số mạng á. Giữ rồi. Ừ đúng. Kêu nó đi, kêu nó nhớ nó được Phật. Chị dạy cho quên rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ừ bà nó. Nam mô Bổn Sư A Mâu Ni Phật. Bà dạy tao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ừ. Kêu đọc nó được không? Tôi đọc được rồi. Mơ đọc trước đi. Mơ đọc trước dạy, dạy cho. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, đúng, lẽ nó đúng đó, thấy không? Lẽ nó hay đọc hay không? Mơ đọc đó. Mơ đọc đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ông này ông quái mình chơi phát quà gì đó là tốt. 100 câu á. Ông mà ăn còn lớn mà không mà. Ừ. Ông mà cảm thấy. Hả? Nó có tiền hơn. Lớn hả? Ông quay vô thiệt luôn à. Có thể không? Cho một like đi bằng mai cho ổng đi. Chịu về coi làm ghế cho con không? Ừ. Ba má bằng mai anh chị bằng mai. Ừ. Chịu không? Ôi chừng không ai chịu mà cũng để cũng nổi. Nhà xác chết luôn không em hiểu. Ủa chịu ai? Xác chết nó dữ đó. Xác bắt ra. Xác chết rồi. Không đem tới đi qua lại. Mơ biết ca bài đó không? Tôi cạo đầu tới ngày. Mơ biết ca bài nhà xác phát không? Ừ, ca bán nè. Ừ. Vô. Bài thơ năm cổ đâu rồi? Thằng cổ luôn. Tao quên cái của ông Kiểm đó. Ừ. Ồ, tao quên, ông cho ca đó. Đang nhớ, tao không nhớ đó. Ca lại. Bài thơ sao hàng mặt tử đó anh? Ừ. Đường vô. Đó, ba ca bán khác ra đây không? Đó, hàng mặt tử đó. Anh chỉ ơi em cúi đầu chờ ăn quệ. Xin anh rộng lòng tha thứ tội cho mơ. Kẻ gây cho anh lận đận suốt cuộc đời đau đớn thương. Giờ đây em chưa hiểu cuộc ân tình. Cái bản là anh Đình Chí đó. Rồi cái hàng mặt tử sao không dạy tôi coi không chứ. Hả? Sao nó vô đó? Hàng mặt tử hả? Ừ. Vô sao? Vô à. Bài thơ năm cổ đâu rồi? Em chẳng còn đây, anh ở nơi đâu? Hàng mặt tử anh đâu, hãy hiện diện cho em thấy gò. Để chiều nay bóng đàn bà mặt đám mãng sầu đau. Ừ, lẽ nó là hàng mặt tử đây. Nó lên lên, đã. Nó hàng mặt tử đây. Biết không? Ừ. Không biết đâu biết của thằng Kiểm ca hàng mặt tử. Cậu Tân ơi. Cậu Tân ơi chắc rằng em hồng sống được nổi sưng. Vì cành qua đã sắp lìa chẳng giữa sớm đường chuông. Em chỉ là một cánh chim phiêu bạc vui dưới lặn lội khung trời. Được không? Được, hay. Thấy dễ thấy nè. Thôi ông ơi, tôi không biết yêu ông nội ơi. Ông ác cho tôi yêu cái bắt đầu đau khổ người ta dân chúng không em. Thương rồi đó. Dạ. Yeah. Ừ. Để thương thầm ơi. Có không lẽ? Thương thầm thì khoát ca bản gì nè. Ừ. Lỡ yêu rồi biết làm sao đây ông? Quay trời trắng tỏ mà nghe nức nở trong lòng. Vẫn anh cô phòng vẫn yêu. Phố kia êm đêm tắt liềm sầu. Trời ơi mới biết mấy năm trời ông chơi gác lòng em. Ông Vinh à, trời ơi. Lại lẹ, đáp lại lẹ. Ông Tân ai lúc á. Ủa ông Tân vậy nè, cái lương dậy cả tối cho kìa, còn giữ Tân hôn đó không? Hôn chơi đó. Ra. Ừ. Alo, nhậu qua đây vậy ta. Chơi Tân hôn luôn. Ừ, chơi chứ. Ừ. Vô lẹ. Vô ông nổi đâu. Lắc đầu không hả? Vô dễ vô được. Tân ơi. Anh đâu có biết đâu mà vô. Trời chán. Ai hú chà.
Rồi chén nghe mấy mớ. Ai ta? Mớ. Dạ. Giờ chén nghe coi sao rồi. Mát chưa gì mình. Mát lạnh ha. Để trong được, được rồi. Bạn bạn vui vẻ sống. Anh yêu em từ đây chết miệng nụ cười. Vậy dâu chung với chung lên cái ốc nổi rồi. Ốc nổi không? Thằng ơi lại ông tự với ông chung lên. Ca mà tiên tiếp tục. Ca bản à ấy đây. Ca cổ đi. Tôi kể người nghe chuyện lãng qua điệt môn chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn mơ lãng quấn tường mộng mơ quyết thành bài thơ. Đi rồi biết không? Anh Điệp Du ai Điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng đúng. Làng như bông hoa tàn. Yêu thương vô cùng lìa chung mó lìa thân. Rồi lên, lên quốc cờ dùng cổ luôn. Vô. Điệp ơi mãi lên chung thành đô nhà chế hoa rực rỡ.